Chào anh em, tôi là người làm ra video này. Ok, tôi tính video này làm về một video về Gia Bơ Lắc, nhưng mà video trước tôi có gom lại một lũ phản quốc và chửi trên đó, mà trong phần bình luận có rất nhiều ý kiến trái chiều với video, và hôm nay tôi lên video này để dép like comment cho một video. Trong video đó tôi bị ông nào chửi là dùng hoài một cái nền giấy 30fps, nên hôm nay tôi chuyển sang dùng cái nền đá Michael Giáp cho nó mới lạ. Ok thì tôi xin lỗi anh em rất nhiều vì video đó tôi không kiểm soát ngôn từ nên nói có rất nhiều pha về giết chóc các kiểu, tôi sẽ cố gắng không thốt ra những lời lẽ thô tục như này nữa. Tôi xin lỗi anh em rất nhiều và cũng cảm ơn bạn đã góp ý giúp tôi cải thiện kênh hơn. Để tôi tóm cái váy lại cái comment này thì ông này bảo tôi suy nghĩ một chiều, những cái thằng phản động mà tôi chửi thì nó cũng chỉ là echelon thôi, còn cá ly diêu thì họ bận làm việc chứ không rảnh lên mạng chửi đồng như video trước tôi làm, bọn làm những thứ đó toàn con nít. Cái thứ hai ấy là tôi nói chuyện phản biện tệ hại bằng những ngôn ngữ không văn minh. Ok, như tôi đã dép comment trước đó thì tôi xin lỗi anh em rất nhiều vì nói mà không suy nghĩ trước hậu quả, và cũng cảm bạn ở mong ú này đã góp ý cho tôi, nếu như bạn không nói thì tôi lại quên mất là những người này cũng không rảnh để làm video thêm việc nữa, là video đó là vít cuối cùng tôi nói đến bọn này và sau này sẽ không có bất kỳ một cái vít nào nữa. Man, I'm gonna break my monitor, I swear. Tôi lại phải tóm tắt lại bình luận này, nói chung thì ông này cũng có ý như ông trước đó, nhưng ông lại nói về lịch sử các kiểu và nói tôi là đừng đánh đồng những người sống ở Mỹ đều là phản quốc hết. Ok, tôi chẳng bao giờ nói mọi người ở Mỹ hay ở California là phản quốc cả, tại tôi quen mồm gọi là Cali thôi chứ tôi không phải nói tất cả mọi người sống ở Mỹ là Cali, bạn hiểu không? Comment này của anh bạn rất có giá trị với tôi, cảm ơn rất nhiều, mà nếu được thì kể cho tôi cuộc sống bên Mỹ như thế nào rồi. Ok, vì ông này quá hài hước nên tôi quyết định đặt cách cho lên thêm một bình luận nữa. Đầu tiên nói về việc xô giọng thì giọng tôi đã được biết đến từ những video chơi game đầu tiên rồi, còn nếu muốn nghe rõ hơn thì xem những video tôi review game để rõ nhất. Tiếp theo ấy là việc cả đời tôi có xem phim heo hay không, nó cũng chẳng liên quan liên quan gì đến vấn đề video đó tôi nói cả, như trong video tôi nói nếu như cái pick đó không xây dựng theo chiều hướng về anime thì tôi chẳng nói làm gì, nhưng nó đang làm theo chiều hướng sản xuất bài viết cũng dành cho trẻ em mà pick này lại chèn thêm mấy cái không phù hợp thì không tốt. Ok, tôi cho bạn lên vít để nêu quan điểm đúng như bình luận rồi nhá, chuẩn như thế này còn gì. Weibo 210 là cái gì nữa anh bạn, Weibo thì liên quan cái gì với 210 mà lại đánh đồng như bị giờ người vậy, thôi kệ đi, tôi đã dép comment ông này rồi và giờ chúng ta sẽ đến với top bình luận đặc biệt. Á đủ, anh bạn này hay quá, chắc bữa sau mà gặp lại trường hợp này thì tôi phải bỏ qua các hoạt động hàng ngày quá để còn làm video dép ông này, và thêm việc thanh niên này đã thay tôi trả lời bình luận dùm cho tôi hết nói thì thanh niên này rất hài hò. Ok, tôi nghĩ video này đến đây cũng nên kết thúc rồi, đến cuối video thì tôi cũng xin lỗi anh em rất nhiều vì nói những lời lẽ không phù hợp, và lý do tôi lên video này cũng rất sợ ông Nâu Sơn Trung sẽ lên video nói về tôi thì tỷ lệ sống sót của kênh tôi chỉ cong 0%. Sau đây là những comment mà tôi không dành ra thời lượng video để dép like được. Em chỉ muốn làm gì mỹ quan nha, anh cô đi phù xinh đăng không nam như phan cực coi em muốn anh cô đi tất nhất cái ốt vui không nam cực coi, bởi vì sao em khó khăn.